Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy để chọn bộ linh kiện trên điện thoại Oppo A3s đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Oppo A3s, cầm địa chỉ thay mới, khắc phục nhanh các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Oppo A3s. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 6675099, kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết vị các bạn. Các lỗi sự cố cơ bản trên điện thoại Oppo A3s như hỏng màn hình, hỏng loa, mic, rung, chuông, hỏng pin, hỏng main, thay mới main, camera máy ảnh, loa trong, loa ngoài trên Oppo A3s đều có sẵn linh kiện thay mới nhanh, chính xác tại di động cao cấp.vn. Các lỗi sự cố liên quan đến phần mềm như treo logo, mất bút, mất email cũng đều có sẵn file chạy, fix lỗi nhanh, chính xác vì các bạn. Đối với khách hàng ở xa, có nhu cầu thay mới các linh kiện trên Oppo A3s, vì các bạn có thể liên hệ trực tiếp 024 66 75099, chúng tôi chuyển các linh kiện trên điện thoại Oppo A3s đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý bạn nhận được, quý bạn thanh toán tiền theo bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Oppo A3s hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý các bạn.